Ngày 21 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đã triệu tập lấy lời khai 3 người là Nguyễn Công Toàn, 34 tuổi, Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi và Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi. Trong đó, Toàn có tên thường gọi là To, là tài công, con ruột của bà Phạm Thị Hà, 64 tuổi, chủ tàu BT. Các nghi can này được cơ quan chức năng đưa vào đất liền chiều ngày 20 tháng 11. Bước đầu, các nghi can đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi đó, hai nạn nhân Trương Văn Trung, 47 tuổi và Lê Văn Bình, 30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, đang đánh bắt thủy hải sản ngoài biển. Hai người đàn ông này chưa tìm được tàu để về đất liền. Cơ quan chức năng đang tính đến phương án ra biển, đón bị hại vào bờ để phục vụ điều tra, làm rõ. Được biết, tàu cá BT do bà Phạm Thị Hà làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Sau khi ra biển, tàu cá hoạt động bình thường. Đến ngày 23 tháng 5, ông Trung bị To, Tị và Hùng đánh gây thương tích lỗ tai phải, gãy 4 cái răng, dập môi và gối phải. Ngày 24 tháng 5, anh Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy 1 răng. Đến sáng nay ngày 22 tháng 11, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm một clip dài 5 phút 37 giây ghi lại cảnh ông Trương Văn Trung, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang kể lại việc bị hành hạ trên tàu cá như thời Trung Cổ. Clip này được quay lúc nạn nhân vừa về đất liền hồi cuối tháng 5 để điều trị bệnh. Tôi hiện hôm nay tôi hơi yếu, mình hơi chậm tay chút gì thôi. Đó, nhưng mà đều làm không kịp với anh em, nó chỉ là nó hành hung, nó đánh đập tôi vậy. Hai bà tay nó làm gì mà tới sân dảnh dữ trời vậy? Thì nó bà thấy mình mặn yếu á, thì lấy dèo rồi coi cái đuôi nó quánh, quánh gợi độ kiểu như mà nó dập thịt á, rồi bắt mình ăn cá thống, cá cá thống á, rồi nó hành. Nó tên gì? Tên To. Đây là clip thứ ba xuất hiện trên mạng xã hội gây nên phẫn nộ về hành vi hành hạ ngư phủ trong những ngày gần đây. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.